Kính thưa cộng đoàn, trong những ngày này cả thế giới chăm chú theo dõi cuộc chạy đua vào Nhà Trắng của hai ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ. Cuộc bầu cử chính thức đã được tiến hành vào ngày 3 tháng 11. Hôm nay đã là ngày đã 19 ngày. Tuy vậy vẫn chưa có kết quả rõ ràng và người ta còn đang phỏng đoán xem ai sẽ là Tổng thống của Mỹ. Mọi người đều ngạc nhiên ngỡ ngàng khi thấy có những tố cáo, những bằng chứng về sự gian lận và có những phát ngôn đến từ hai phía. Theo đó, Đảng Cộng Hòa tố cáo Đảng Dân Chủ đã có những gian lận, những tham mưu thủ đoạn, kể cả những máy móc hiện đại để lừa đảo và làm tăng số phiếu chênh lệch với số phiếu thực sự. Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng của Tổng thống Hoa Kỳ cho chúng ta thấy cơn cám dỗ về quyền lực thật hấp dẫn, mạnh mẽ, lôi kéo con người, đến nỗi người ta có thể dùng đủ mọi thủ đoạn để mà kiếm số phiếu cho mình. Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng cũng cho thấy một vị Tổng thống, một vị lãnh đạo ở một quốc gia là do dân bầu lên, mà lá phiếu chưa chắc đã là những lá phiếu trung lập, chưa chắc đã vì lợi ích quốc gia, chưa chắc đã vì tương lai của dân tộc. Bởi vì người ta bỏ phiếu cho một vị Tổng thống do qua những lời hứa hẹn, mà xem ra những lời hứa hẹn ấy phù hợp với những mong mỏi, lối sống buông thả, tự do, phóng túng của người dân. Ví dụ như là vị Tổng thống tương lai hứa hẹn, nếu mà chúng Tổng thống được bầu Tổng thống thì sẽ chấp nhận luật phá thai, đồng tính, ly dị, an tử, tức là chết êm dịu. Điều đó cho thấy đặt một vị Tổng thống được bầu lên là do con người, do những tham vọng của con người, và đương nhiên cũng do những phe phái chính trị và những mưu mô, thậm chí cả những gian lận. Ngày hôm nay chúng ta mừng lễ Đức Giêsu Vua Vũ Trụ. Khi tôn vinh Đức Giêsu là vua, phải chăng là một sự hoài niệm về quá khứ của chế độ phong kiến? Phải chăng mặc cho Chúa Giêsu một bộ áo mang màu sắc chính trị? Phải chăng biến tôn giáo của chúng ta, cụ thể là giáo hội công giáo, là một hệ thống chính trị? Xin thưa, không phải là như thế. Khi chúng ta tôn vinh Đức Giêsu là vua vũ trụ, là chúng ta nhận vương quyền của người đối với thế giới, đối với giáo hội và đối với tâm hồn chúng ta. Đương nhiên, Tổng thống, vua hay là chủ tịch nước, những danh xưng ấy khác nhau và cũng có những nét khác nhau về cơ cấu chính trị, nhưng đều diễn tả một người đứng đầu một quốc gia. Đức Giêsu là vua, không phải đứng đầu một quốc gia được giới hạn bởi biển rộng sông dài, nhưng một quốc gia là trong trái tim con người, vương quốc của tình yêu và vương quốc của chân lý. Chúng ta thấy trước hết Đức Giêsu là vua do chính Đức Chúa Cha phong vương. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Đức Giêsu được phong vương không phải do con người, nhưng mà chính Chúa Cha phong vương. Đấng Phục Sinh đã đến gặp gỡ các tông đồ và khẳng định rằng mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Như thế Chúa Cha đã ban cho Chúa Con mọi quyền năng trên trời dưới đất. Nếu Chúa Cha ban cho Chúa Con mọi quyền năng trên trời dưới đất là lý do tại đâu? Lời Chúa hôm nay muốn khẳng định với chúng ta, vì Đức Giêsu là Thiên Chúa, Đức Giêsu là ngôi hai nhập thể làm người để cứu độ trần gian. Thánh Phaolô trong bài sách thánh gửi cho thứ hai mà chúng ta đọc, thư gửi cho giáo dân Corinto, đã khẳng định về cái chết của Đức Giêsu là cái chết cứu độ. Thánh nhân đã so sánh giữa ông Adam với Chúa Giêsu. Ông Adam là nguyên nhân của sự chết, Chúa Giêsu là nguyên lý của sự sống. Ông Adam làm cho con người sa đọa và cách xa Chúa, Chúa Giêsu làm cho con người được cứu rỗi và giao hòa con người với Chúa. Chính vì cái chết trên thập giá của Đức Giêsu mà người được đặt làm vua, vương quyền của người trường tồn đến muôn đời, và vương quốc của Đức Giêsu trải rộng qua mọi thế kỷ và cho đến mãi muôn đời. Vì thế khi chúng ta tôn vinh Đức Giêsu là vua, là do chính Thiên Chúa Cha
đã phong vương Đức Giêsu, và đồng thời vì công lao công nghiệp của Người, đó là đấng cứu độ trần gian để dẫn đưa con người về với Thiên Chúa và đem Thiên Chúa đến cho nhân loại. Đức Giêsu là một vị vua mà chúng ta tôn vinh hôm nay cũng không giống như khái niệm vua trần thế, bởi vì đối với Đức Giêsu, vương quyền là để phục vụ. Chúa đã tuyên bố con người đến trần gian không phải để được người ta phục vụ, nhưng đến để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người. Hình ảnh một người phục vụ đã được diễn tả qua bài sách thánh thứ nhất trích sách ngôn sứ Ezekiel, diễn tả về một người mục tử chăm sóc đoàn chiên. Vì vua Giêsu phục vụ con người, đến hy sinh về con người. Vì vua Giêsu đã biết từng con chiên trong đoàn chiên ấy giống như một mục tử nhân lành, để rồi chăm sóc, nuôi nấng, gìn giữ, chữa lành, hướng dẫn và làm cho con chiên được hạnh phúc. Đó là hình ảnh của vị vua Giêsu mà chúng ta tôn vinh hôm nay. Hơn thế nữa, kính thưa quý ông bà và anh chị em, bài tin mừng Thánh Matthew chương 25 nói với chúng ta về một vị vua hoàn toàn khác với khái niệm vua trần thế. Đó là một vị vua tự đồng hóa mình với những người nghèo khổ, những người bất hạnh bị gạt ra bên lề của cuộc sống. Cuộc phán xét được diễn tả bởi tin mừng Thánh Matthew do chính lời Chúa Giêsu đã khẳng định với chúng ta. Đức Giêsu là vị vua sẽ đến trần gian này trong ngày sau hết để phán xét con người về hành vi lối sống của họ và về thái độ của họ đối với anh chị em mình. Có những người đã dửng dưng với tha nhân, có những người đã khinh bạc, có những người xúc phạm, có những người bỏ rơi và có những người lăng mạ tha nhân mình. Nhưng cũng có những người yêu mến, những người cơ nhỡ, nâng đỡ, chia sẻ, bao dung và giúp đỡ tinh thần và vật chất. Đến ngày phán xét chung, đến ngày vị vua Giêsu sẽ ngự đến để rồi phân tích, rạch ròi những việc chúng ta đã làm khi chúng ta còn sống ở dương thế. Điều này gây ngỡ ngàng bởi vì Chúa Giêsu nói với những người tốt, nói với họ rằng: hỡi những người tốt lành, hãy đến để hưởng hạnh phúc cha ta đã hứa từ muôn đời. Bởi vì khi ta ốm đau, các ngươi đã chăm sóc. Khi ta tù đầy, các ngươi đã đến thăm nom. Khi ta đói khát, các ngươi đã nuôi dưỡng giúp đỡ. Khi ta mình trần, các ngươi đã cho áo mặc. Những người lắng nghe điều ấy đều cảm thấy ngỡ ngàng, bởi vì có bao giờ họ nhìn thấy Chúa Giêsu mình trần ở tù? Và Chúa đã khẳng định rằng: mỗi khi các ngươi làm những điều ấy cho những người bé mọn, cho những người anh em của ta, là các ngươi làm cho chính ta vậy. Như thế, kính thưa anh chị em, vị vua Giêsu mà chúng ta tôn vinh hôm nay không phải là một vị vua cao xa ở trên chín tầng trời, cũng không phải là một vị vua sống trong lâu đài sang trọng cách xa con người, mà một vị vua đồng hóa mình với những người nghèo khổ, để rồi vị vua ấy đang hiện diện giữa cộng đoàn chúng ta. Để khi chúng ta nâng đỡ những người nghèo khổ là chúng ta nâng đỡ Chúa, chia sẻ với những người nghèo khổ là chúng ta chia sẻ với Chúa. Đó chính là chân dung của vị vua Giêsu mà hôm nay chúng ta tôn kính. Khi tôn vinh Đức Giêsu là vua, kính thưa cộng đoàn, lời Chúa và phụng vụ cũng hướng chúng ta về một tương lai. Con người sẽ đi về đâu? Cuộc sống ở trần gian này sẽ để lại kết quả như thế nào? Và mỗi người chúng ta sẽ ra sao trong tương lai, trong hậu vận? Danh xưng Đức Giêsu là vua đưa ra cho chúng ta câu trả lời. Vị vua ấy sẽ thống trị muôn dân, và chúng ta đang dần dần tiến về vương quốc vĩnh cửu ấy. Những ai làm điều thiện, làm điều tốt, những ai mến Chúa yêu người sẽ được sống trong vương quốc có Đức Giêsu là vua muôn đời, là đấng yêu thương, đấng cứu chuộc và là Thiên Chúa tạo dựng nên chúng ta. Tuy vậy, vương quốc vĩnh cửu không phải là một ảo tưởng, không phải là một bức tranh vẽ, không phải là thuốc phiện mê dân. Vương quốc ấy đã khởi đầu từ ngày hôm nay. Như vừa trình bày, Chúa Giêsu hiện diện trong cuộc sống, đồng hành với chúng ta, nâng đỡ những người bé mọn, để rồi người hiện diện nơi anh chị em của chúng ta, nơi gương mặt của anh chị em của chúng ta có gương mặt của Chúa Giêsu, có Chúa hiện diện để chúng ta không đơn lẻ trong cuộc đời, nhưng vị vua ấy luôn luôn đồng hành để nâng đỡ chúng ta trong mọi biến cố vui buồn, trong lúc hạnh phúc cũng như trong khi đau khổ, để rồi chúng ta thấy thiệt
Thiên Chúa là đấng đang hiện diện giữa con người. Amen.